Hello my friend, welcome to my channel, Bill Bill Gaming. Let's play some game with me today. First, I play Clue Hunter. Rồi, trò chơi anh thám tử nè. Level 55, Trap to Star. Rồi, anh thám tử đang đi bộ ra ngoài, gặp ba người. Wow, một anh người dơi đã bắt đi cô gái. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Một cục thịt hay là cái chảo? Cái chảo đi. Oh no, I'm too strong. Ok, try again. Rồi, lần này mình sẽ chọn cục thịt nè. Rồi, cục thịt nha. Ok, we choose the meat. Yeah. So yummy. Ok, next. Rồi, tiếp theo, wow, anh ấy cầm rất là nhiều. Mình phải chọn cái này, No. Oh, chọn đúng rồi bạn. I should try. Rồi, tiếp theo, anh ấy cầm cái một cái bom này. Giờ mình phải chọn cái gì đây? Cái này đi, cái vợt đi. No. Ok, I should wrong. Ok, next game. We will try again in next video. Yeah, my talking time gone run. I run Ben. Ok, football time. Let's go. Rồi. Choose a war. Winter. Ok. Let's go. Run as far as you can. Collect gold on the way. Không thật những cái còi nè. Ok, nhiều còi càng tốt nha mày. Chạy trên những nóc của ta tàu. It's high. Good. Vàng đã được nhân 2 lên rồi. Rồi. Yeah, mình đã thấy anh bạn kia rồi. Đuổi theo. Bạn kia chạy nhanh dữ à. Không thấy dấu vết của bạn kia đâu luôn. Bạn chạy mất tích rồi. Tránh những cái cuộn thóc chạy lại mình nha bạn. Yeah, còn lên magnet. Qua trái nè. Ok, qua phải. Rồi, xuống dưới. Yeah. Ok, qua một thế giới mới rồi, tránh những cái máy bay nha. Avoid plan. Số. Lên. Rút. Lên. Số. Rút. Ok, collect magnet. Rồi, thu thập những cái còi để đá quà. Rồi, đi qua đường bên trái. Mình đã vào lại thành phố rồi. Ok, never. Xuống hầm này chắc là hầm thoát nước. Số. Mày kia chạy nhanh quá. Mình đã bắt được dấu vết rồi. Mình đã thấy bạn ở phía trước. He run so fast. Rồi, qua trái. Qua phải. Oh yeah, mình sắp bắt được bạn kia rồi. Bạn kia có vẻ mệt rồi. Chạy hết nổi rồi. Chép. Mình chép bằng hai tay luôn rồi. Ok. 3 star. Max score. Cộng được 500 xu. 2 viên kim cương. Yeah. Ồ, cái gì đây? À, máy bay. Yeah, lên, tiếp tục, fly. Collect gold when you fly. Don't miss any gold. Rồi. Wow, nhiều quá.
mình đã được 1973 gold rồi, 530.000 điểm. Oh no 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 no. Game over. Ok, next game. Game chạy khá là vui bạn. Rồi, Clean Road, game tiếp theo. Trò chơi dọn đường. Mùa tuyết rơi. Clean Road in Winter. Let's wait for game ra đi. No, thank you. Chắc chụp đây. Yeah, xe này đi. Oh, rồi bắt đầu nha. Rồi giải cứu những chiếc xe nè. Giải cứu những xe. Wow, xe này trúng đấy. Yeah, mình đã giải cứu được một chiếc rồi bạn. Wow, avoid obstacle. Tránh những vật cản dọc đường nha. Rồi thêm một chiếc xe nữa nè. Xe bên phải nè. Yeah. Một chiếc xe bên trái. Good. Rồi. Wow, một bài xe luôn. Ok, level 7 complete. I save 7 car. Next game. Tomman Run. Rồi, level 13, level 13. Ok, upgrade first. Not enough diamond to upgrade. Ok, let's go. Mình sẽ tăng chiều ngang và chiều cao của bạn này. Rồi. Ok, cộng 100. Wow, bơi dưới nước đây. He's swimming. He go underwater. Chia 1 đi. Chia 1 sẽ giữ nguyên hiện tại hiện trạng. Nhảy. Xong. Collect diamond. Anh ấy còn có chút xíu à. Wow, he's so big. The boss so big. Yeah. Ok, win level. Được bonus 306 viên diamond. Tiêu diệt boss được 83 diamond nữa. Ok. Upgrade nè. Yeah. Upgrade. Next game. Crossfire. Một trò chơi của Hammer Game. Rồi. Bắt đầu thôi. Upgrade nha. Ok. Rồi, let's start. Drag to move. Rồi, nhảy. Collect slider. As ground as you can. Very beautiful game. Làm gì đây? Good. Rồi, 3x nè. Wow. Khá là đông rồi bạn. Chuyển thành người khác hay quá ha. Rồi, 4x nè. Good. Wow. Đây có lẽ một phiên bản khác của Soul Glass, phiên bản đẹp hơn của Soul Glass. Thì cũng khá là hay. Let's try. Complete level 5. Open reward. Wow, có thêm tính năng merge nữa. Thank you, next game. Sonic Boom. Ok, let's go. Rồi, let's play. Play now. Oh, mình không play ở bên nữa. Ok, let's run. Yeah. Sonic màu đỏ. Đồ họa khá là đẹp vậy. Collect power up in one run. Score 8.000 bom. Ok. Qua phải. Số. Yeah. Cổ. Wow, vũ khí của bạn này khá là lợi hại nha. Yeah. Qua xuống giữa. Good. Rồi, trượt trên đường ray nha. Không phải. Yeah, có được bảo vệ rồi. Lên. Được 3.500 rồi. 3.500 điểm. Oh, avoid obstacle. Collect ring. 70 ring rồi. Wow, đang chạy vô hầm vậy. Ok. Sonic. Mình chuyển sang Sonic nè. Số. Good. Yeah.
sốt lên. Ok, good. Qua phải. Oh wow wow wow. So fast. Lên. Good, collect money. Yeah, oh no. Không thể chạm. Yeah. Dash really. No 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 no. How to dash. Wow 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 wow. Hold on. Not good. Game over. Claim prize. Okay, next game. Nail stylist. Rồi, trò chơi trang điểm móng tay nè. Nail care. Rồi, vô. Avoid obstacle. Yeah. Rút ra. Rồi, cắt quả da chua. Avoid stone. Collect green. Ra. Vô. Ra. Vô. Ra. Rồi, phun nè. Phun. Wow, miss. Yellow. Green. Avoid stone. Thêm màu cam vào. Good. Rồi collect green. Màu xanh. Cắt quả cà chua. Rồi đi ra ngoài. Ok, thêm màu tím. Khá là đẹp mà. Complete level 8. Next game. My talking hand. Hello hand. Good morning. He's so dirty now. Take a bath now. Rồi cho hen đi vệ sinh nè. Yeah, hen có vẻ dễ chịu hơn rồi. Rồi ok, take a bath now. Trở lại với nước nè. Nhìn hen có vẻ rất là thoải mái nè. Rồi. Ăn rồi. Này là trái cây hả? Rồi cục xương nè. Để mình mua thêm đồ ăn cho hen nha. Thơm nè, bánh quy nè. Cái này chưa mở rồi. Tiếp tục bánh pizza, cục xương, bắp, bông cải. Khá là nhiều đồ ăn. Very much. Cục xương. Rồi hen no rồi. Rồi play some game now. Chơi cái gì đây? Monkey Catch. 3, 2, 1, go. Let's start. Rồi. Yeah, mình phải chọn đúng màu nha. Choose right color. Đây, màu xanh nè. Yeah, màu đỏ, good. Red. Ok, switch. Red, blue. Red. Red, blue. Red, blue. Oh, oh no. Yeah, blue. Red. Right. Red. Wow, game over. Giá bị lộn đó bạn. Rồi, được 12 xu. Ok, next game, thank you. Thank you for watching my video. Wish you have another day.